Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cá sấu xuất hiện trên sông Sài Gòn. Quận 12 địa nghị phương Thành Lộc, Thành Xuân, Nam Phú Đông tuyên truyền cảnh báo đến người dân biết về thông tin có cá sấu xuất hiện tại khu vực bến phà trên để cảnh giác tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công. Ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo cảnh báo người dân trên địa bàn cần cảnh giác với cá sấu xuất hiện trên sông Sài Gòn đoạn qua khu vực Phà Phú Cường, Giáp Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nội dung công văn bản thông báo nêu rõ, trước đó Ủy ban nhân dân quận 12 có nhận được công văn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương về việc tên báo có cá sấu xuất hiện tại khu vực bến Phà Phú Cường để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực sông Giáp Ranh, Bến Pha, Phú Cường, quận 12, đề nghị phường Thành Lộc, Thành Xuân, An Phú Đông tuyên truyền cảnh báo đến người dân biết về thông tin có cá sấu xuất hiện tại khu vực Bến Pha để cảnh giác tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công. Tuyên truyền vận động người dân nếu phát hiện cá sấu phải báo ngay đến chính quyền địa phương để tổ chức vây bắt và xử lý theo quy định. Theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, việc thông báo như trên là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, theo vị này, đến thời điểm hiện tại, người dân trên địa bàn quận 12 chưa có hình ảnh thông tin nhận thấy cá sấu trên sông Rạch. Được biết trước đó, ngày 31 tháng 7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cũng có văn bản gửi ban nhân dân thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương về thông tin cá sấu xuất hiện tại khu vực trên. Nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều qua đời Ông Nguyễn Văn Điều, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình, người từng gây tai nạn bỏ trốn đã qua đời tại quê nhà. Trưa ngày 10 tháng 9, nguồn tin của phóng viên VTV News cho biết, ông Nguyễn Văn Điều, sinh năm 1967, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình vừa qua đời tại quê nhà ở xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh làm rõ. Tối ngày 8 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Thái Bình, ông Nguyễn Văn Điều điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29A 99583 trên đường Trần Thủ Độ đã va chạm với một người đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ cao tuổi bị hát văng, đập vào xe máy đang chạy cùng chiều và sau đó tử vong, người đi xe máy bị thương. Sau khi gây tai nạn, ông Điều tiếp tục điều khiển chiếc xe đâm vào một xe máy khác, khiến người điều khiển xe máy bị thương rồi bỏ chạy hơn 3 km. Khi đến khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, xe ô tô của ông Điều đâm vào một cổng sắt mới dừng lại. Thời điểm đó, người dân đã vay rất đông xung quanh xe gây tai nạn, tuy nhiên ông Điều ngồi trong xe cho đến khi có công an đến đưa đi. Tại kỳ họp 46 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều ngày 28 tháng 7, tại trụ sở Trung ương, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Theo đó, ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương và vi phạm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đã bị khởi tố hình sự. Những vi phạm của các cán bộ nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của địa phương và các cá nhân đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào quy định số 102 quy ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.